Vâng, thưa quý vị, với một người yêu thích ẩm thực và đi rất là nhiều vùng biển khác nhau thì tôi cũng đã được thưởng thức rất là nhiều những cái món ẩm thực, đặc biệt là những cái món ăn hải sản. Ngày hôm nay thì cũng có mặt tại làng chài Cảnh Dương. Tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn những cái món ăn độc đáo nhất ở vùng đất này. Và để giúp cho quý vị và các bạn có thể tìm hiểu về những cái món ăn đặc trưng về hải sản của làng chài Cảnh Dương ngày hôm nay thì đầu bếp Phạm Quốc Tuấn của nhà hàng Hà Vĩ sẽ giúp chúng ta khám phá về những cái món ăn ẩm thực ngày hôm nay. Xin chào Tuấn. Ngày hôm nay thì không biết là Tuấn sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả cũng giống như là Trung được tìm hiểu về những cái món ăn hải sản ở đây. Thì không biết là các bạn sẽ giới thiệu về món gì? Hôm nay chúng ta sẽ làm món canh chua cá song. Canh chua cá song. Món ăn này rất là mát cho mùa hè. Có vẻ rất là hợp lý cho cái khoảng thời gian nắng nóng như này ở quê hương mình đúng không? Rồi. Bây giờ thì tớ sẽ giúp bạn sơ chế với cái này nhé. Còn bạn sẽ giúp cho tớ sơ chế cá đi. Cái phần dứa và sả cũng giống như là cái phần cà chua này thì mình sẽ thái lát ra hay là như thế nào? Đúng rồi, dứa thì mình sẽ thái lát, cà chua mình sẽ bổ cau nó ra, mình sẽ bổ làm bốn nó ra cho nhìn lúc lên nhìn bát canh cho nó có một tí thẩm mỹ nó đẹp. Cứ một quả cà chua mình sẽ làm như thế đúng không? Rồi ok, thì tớ sẽ giúp bạn này nha, bạn sơ chế cá cho tôi. Điều đặc biệt mà khi mà tôi đến với lại Cảnh Dương thì tôi thấy là các nguyên liệu hải sản ở đây rất là tươi sống. Đặc biệt là bạn có thể nhìn thấy những cái con bề như thế này này, để ra đây mà nó cái phần của nó rất là chắc ấy, nó vẫn còn đang cong mình lên như thế này không ạ? Vâng, các bạn cũng như là thực khách du lịch ấy, nếu mà đến đây thì sẽ đảm bảo tất cả cái nguồn hải sản này nó đều là tươi sống, rất yên tâm. Con cá song này này, con cá này thường thường ngoài cái món canh chua ra thì mình có thể làm được món gì khác? Chúng ta sẽ làm được rất nhiều món. Ví dụ đặc trưng của nó là nó sẽ có món gỏi. Món gỏi này ăn tươi sống nó cũng rất là ngon. Ăn với mù tạt và chanh, và hoặc là nấu cháo, hoặc là chúng ta sẽ nướng nó lên. Rất là nhiều món, nhưng mà hôm nay là cái món canh chua là cái món đặc trưng nhất. Chúng ta sẽ làm món canh chua cho nó đặc trưng. Ở Quảng Bình mình thì nắng nóng rất là nhiều đúng không? Và được thưởng thức một cái bát canh chua. Nó rất là mát và rất phù hợp với cái thời tiết là mùa hè này. Rất là thú vị. Nguyên liệu của nó cũng không quá là cầu kỳ đúng không? Không cầu kỳ. Sau khi sơ chế nguyên liệu xong thì chúng ta sẽ phi thơm cái hành và gừng lên. Chúng ta sẽ phi thơm hành và gừng để cho làm món canh nhá. Chúng ta cho một ít dầu ăn vào. Mình chỉ cần phi thơm hành lên thôi, chứ còn mình có phần phải dán qua cá hay là mình trao qua cá không? Mình sẽ để như vậy cho nó làm cho món cá nó được hương vị nó tự nhiên hơn. Thì dán qua nó sẽ mất đi một cái mùi thơm đặc trưng của món cá. Sau đó thì mình cho nó vào nồi luôn. Cho vào nồi, còn cái phần dứa và phần cá chua cũng vậy. Hành của chúng ta mỗi lần phi lên là rất là thơm đúng không? Đúng rồi. Và nó kết hợp với gừng nữa, có mùi thơm rất là đặc biệt. Phi hành và gừng thơm thì chúng ta sẽ cho dứa và cà chua vào. Mình phi cái phần cà chua, hành với lại gừng này thì mình phi có lâu không? Mình sẽ phi nó trong vòng 2 phút để cho cái cà chua với dứa này nó tan ra đi, nó ra nước. Ít nữa mình sẽ cho nước dùng vào, nó sẽ làm cái món ăn nó ngọt hơn, nó có vị chua thanh. Cái phần nước màu này là mình sử dụng cái nguyên liệu gì ạ? Cái nước màu này mình sẽ làm từ hạt điều đỏ để tạo màu luôn cho cái màu sắc của nồi canh của mình. Tiếp theo mình sẽ cho cá vào, cá tiếp một lượt nữa. Cái này là mình sẽ phải trao qua nó để cho nó săn cái phần thịt cá lại luôn. Nó sẽ giữ được cái, khi mình ăn con cá nó sẽ giữ được cái hương vị ở trong con cá, nó cũng bị thoát ra ngoài. Đấy cũng là một cái bí quyết khi mà nấu ăn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cho một ít gia vị vào. Cho tí đường. Đấy, nửa thìa canh hạt nêm. Nửa thìa canh mình chính. Và chúng ta sẽ cho một ít nước mắm. Như vậy mình nêm cho nó, khi mà nó đã đủ gia vị rồi thì lúc mà cho vào nồi canh là mình chỉ cần đun và chờ nó sủi. Trông cái món ăn cũng rất là hấp dẫn. Bây giờ trong lúc món cá của chúng ta cũng gần như là sắp được rồi, cho nên chúng ta sẽ chuyển sang nồi bên này để chúng ta nấu canh đây đúng không? Nấu canh và chúng ta sẽ sơ chế làm món khác. Chúng ta sẽ hầm cá này trong vòng khoảng bao lâu để cho nó canh của nó sẽ được? Hầm nó trong vòng tầm độ 10 phút đến 15 phút cho nó
nó đảm bảo được cái hương vị của cá và nó không để cho nó chín quá. Xong mình sẽ cho nước vào nữa là đun. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cái này trong khoảng thời gian là khoảng 10-15 phút đúng không ạ? Phần canh cá của chúng ta hình như là đây, canh cá của chúng ta đã được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một chút hành à? hành và ngò rau hành ngò okay. Vào để tạo mùi thơm cho món canh. Và bây giờ nhờ bạn sẽ thái cho mình một ít hành ngò.